Xin chào các bạn đến với kênh Xương Rồng Channel. Các bạn nhớ click đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những clip mới nhất về diễn viên Hoa ngữ Hồng Kông TVB nhà bạn. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi về ngôi sao TVB một thời Ngụy Tuấn Kiệt, đóng vai Trình Phong trong Lực lượng phản ứng nhà bạn. Sau khi bỏ bạn gái Đặng Lệ Minh để lấy cô gái trẻ Trương Lợi Hoa, thì mới đây anh đã phải gửi đơn ly hôn sau khi vợ trẻ liên tiếp ngoại tình cắm sừng anh. Tài tử Ngụy Tuấn Kiệt thề không kết hôn sau khi bị vợ cũ cắm sừng. Theo Apple Daily, Ngụy Tuấn Kiệt mới đây nhận trả lời phỏng vấn truyền thông sau nhiều ngày im lặng. Trước đó, thông tin anh bị vợ trẻ cắm sừng khiến làng giải trí xôn xao. Tôi đang cố gắng vực dậy bản thân, nhưng thực lòng mọi thứ vẫn khá khó khăn. Tôi nghĩ sẽ còn rất lâu để mình có thể tìm lại sự vui vẻ, lạc quan. Từ bây giờ đến cuối đời, tôi sẽ không bao giờ kết hôn nữa, anh chia sẻ. Cựu diễn viên TVB nói hiện anh đã ngừng công việc bán bảo hiểm trước đây. Anh muốn tập trung chăm sóc cho con gái và hy vọng cô bé không bị ảnh hưởng trước thông tin tiêu cực. Ngụy Tuấn Kiệt và Trương Lợi Hoa kết hôn 10 năm và có một cô con gái. Suốt quãng thời gian của cuộc hôn nhân, cặp đôi từng đối mặt với không ít tin đồn dạn nứt. Trong đó, Trương Lợi Hoa nhiều lần bị tố có hành vi thân thiết với những người đàn ông. Đầu tháng 1, truyền thông Hồng Kông đăng tải loạt ảnh của Trương Lợi Hoa người vợ kém 20 tuổi của tài tử Ngụy Tuấn Kiệt có hành động thân mật với một người đàn ông khác trên phố. Cả hai sau đó được xác nhận là đang trong mối quan hệ tình cảm trai gái. Ngay sau khi tin tức được đăng tải, phóng viên đã liên hệ với Ngụy Tuấn Kiệt để chờ đợi phản hồi từ anh. Chia sẻ trên On, sao Tuyết Sơn Phi Hồ cho biết anh không biết về vụ việc và cảm thấy buồn khi nhìn thấy những tấm ảnh này. Ngụy Tuấn Kiệt là cựu diễn viên TVB, từng gây chú ý với các tác phẩm Cô Tinh Kiếm Khách, Lực Lượng Phản Ứng, 30 Ngày Điều Tra, Người Phát Ngôn Rõ Luật, Túy Đã Kim Chi, Tuyết Sơn Phi Hồ 1998. Những năm tháng đỉnh cao trong nghề, nam diễn viên có mối tình đẹp với Đặng Lệ Danh. Tuy nhiên, mối quan hệ 9 năm tan vỡ trong phút chốc. Trong đó, một nguồn tin khẳng định chính Ngụy Tuấn Kiệt là kẻ phụ bạc, bỏ rơi người yêu để chạy theo Trương Lợi Hoa. Thời gian gần đây, chuyện Ngụy Tuấn Kiệt bị cắm sừng khiến đời tư của anh được mọi người bàn tán. Bên cạnh ý kiến cảm thông, không ít người cho rằng đây là quả báo mà anh phải nhận lấy từ câu chuyện năm xưa. Chia sẻ về điều này, nam diễn viên nói anh luôn sống ngay thẳng. Việc một mối quan hệ kết thúc chỉ bản thân hai người trong cuộc mới biết rõ hơn bất kỳ người nào. Vì thế, anh mong mọi người hãy dừng những việc của quá khứ để cả đôi bên cùng thực sự thoải mái với cuộc sống hiện tại. Kể cả đã chia tay từ lâu, tôi vẫn quan tâm các tin tức về Lệ Danh. Tôi lo lắng khi đọc tin cô ấy bị thương khi đóng phim. Chồng cô ấy là một người tuyệt vời, tôi biết rằng anh ấy chăm sóc cô ấy tốt hơn nhiều so với tôi. Tôi mong cô ấy hạnh phúc, Ngụy Tuấn Kiệt nói về tình cũ. Ngụy Tuấn Kiệt, tài tử phụ bạc, ê chề vì vợ ngoại tình nhiều năm. Ngụy Tuấn Kiệt từng bị công chúng chê trách vì phụ tình Đặng Lệ Minh. Nhiều năm qua, anh sống trong nỗi bẻ bàng, cay đắng khi hết lần này đến lần khác chứng kiến vợ ngoại tình. Mới đây, cuộc hôn nhân của tài tử TVB Ngụy Tuấn Kiệt và vợ trẻ Trương Lợi Hoa lại trở thành chủ đề quan tâm của khán giả. Loạt ảnh cặp kè qua đêm ở nhà người tình ngoại quốc của bà xã nam diễn viên bảo vệ nhân chứng xuất hiện trên khắp các mặt báo. Thậm chí, trước khi những hình ảnh đáng xấu hổ của Lợi Hoa được đăng tải, ký giả Sử Cản Thơm còn tìm đến Ngụy Tuấn Kiệt cho anh xem qua số ảnh trên. Một lần nữa, sao nam 52 tuổi bị cô vợ trẻ cắm sừng. Tận mắt chứng kiến hành vi phản bội của vợ, Ngụy chỉ biết thở dài trong sự xấu hổ, bất lực. Chiều 13 tháng 1, Lợi Hoa gặp gỡ phóng viên và tuyên bố vợ chồng cô đã ký đơn ly dị sau 5 năm sống ly thân. Ngụy Tuấn Kiệt tên tiếng Anh là Marco Ngai Trung Kích, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, là một diễn viên phim truyền hình nổi tiếng của Hồng Kông, là một nam nghệ sĩ hợp đồng của đài TVB. Ngụy Tuấn Kiệt tốt nghiệp trường St. Margaret's College ở Quang Trai, Hồng Kông năm 1984 và sau đó tốt nghiệp khoa kịch nghệ của Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông năm 1990. Những sinh viên tốt nghiệp tương tự còn có Lương Vinh Trung, Chiêm Thủy Văn và Trần Cẩm Hồng. Với sự giới thiệu của Huỳnh Thu Sinh, một người bạn cùng trường, anh đã có thể ra nhập TVB với tư cách là một nghệ sĩ cấp dưới. Ngoại hình nam tính với đuôi lông mày dậm, gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng rắn giỏi, làn da dám nắng của Ngụy Tuấn Kiệt là tấm vé đắt giá giúp anh được TVB ra sức ô bế. Nam diễn viên một bước trở thành ngôi sao tiềm năng và công chúng yêu mến ngay khi ra mắt vai diễn hoàng tử Húc Nhật trong tác phẩm Nguyên Chấn Hiệp. Lúc bấy giờ, dù chỉ là nam diễn viên mới có ít tiếng tăm trong nghề, chỉ được giao đóng vai phụ, nhưng Ngụy lại có được may mắn tham gia vào các bộ phim nổi tiếng của TVB, cũng như đóng cạnh các ngôi sao đình đám Sứ Cản Thơm như Lê Minh, Lý Gia Hân trong Nguyên Chấn Hiệp, Trịnh Y Kiện trong Anh Hùng Xạ Điêu, Âu Dương Chấn Hoa, Quang Vịnh Hà trong Túy Đã Kim Chi.
những năm sau, anh tiếp tục duy trì đỉnh cao phong độ khi tham gia loạt phim ăn khách như Hồ Sơ Trinh Sát, Bảo Vệ Nhân Chứng, Tân Bào Thanh Thiên 1996, Tuyết Xưởng Phi Hồ. Sự nghiệp của anh trở mình, phất lên như diều gặp gió khi Ngụy Tuấn Kiệt tham gia series Lực Lượng Phản Ứng 1998. Vai diễn xếp Trình Phong điển trai sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng, thân hình cơ bắp đã hoàn toàn phát huy được lợi thế ngoại hình nam tính của nam diễn viên và giúp anh vươn lên hàng ngũ sao hạng A chỉ sau một đêm. Tác phẩm Lực Lượng Phản Ứng không chỉ đưa danh tiếng của nam diễn viên TVB phủ sóng trên toàn xứ Cảng Thơm với các dự án phim liên tục gõ cửa, mà còn giúp anh nên duyên với người đẹp Đặng Lệ Minh. Cặp sao được xem là đôi trai tài gái sắc, hạnh phúc bậc nhất của showbiz Hong Kong. 9 năm hẹn hò, nam diễn viên luôn là hình tượng người đàn ông mẫu mực, trung tình trong mắt công chúng xứ Hương Cảng. Thậm chí, Đặng Lệ Minh còn đứng ra chịu tang cha của Ngụy Tuấn Kiệt dưới danh nghĩa con dâu khi ông qua đời dù vẫn chưa có một danh phận chính thức. Những tưởng cả hai sẽ sớm báo tin hỷ với công chúng, nào ngờ đến năm 2007 cặp đôi bất ngờ thông báo đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của khán giả. Không lâu sau khi dứt tình với cô bạn gái lâu năm, tài tử sinh năm 1967 bị bắt gặp tay trong tay với cô sinh viên người Đại Lục, Trương Lợi Hoa, kém anh 20 tuổi. Lúc này, công chúng mới vỡ lẽ rằng Ngụy đã thay lòng, bỏ rơi Đặng Lệ Minh chạy theo cô bồ trẻ. Vụ việc khiến nam diễn viên chịu nhiều chỉ trích. Sự nghiệp của anh cũng vì thế mà đối diện với bão tố và dần đi xuống theo thời gian, do hình tượng quý ông trung tình năm nào đã sụp đổ trong mắt khán giả. Cuối năm 2006, Ngụy Tuấn Kiệt gặp Trương Lợi Hoa, cô sinh viên khoa giáo dục thể chất Đại học Bưu chính Viễn thông khi đến Trùng Khánh, quay phim. Ngay ngày đầu gặp gỡ, tài tử TVB đã phải làm cô gái kém mình đến 20 tuổi. Để có thể danh chính ngôn thuận làm bạn trai của Lợi Hoa, cũng như bày tỏ tấm chân tình với cô sinh viên, Ngụy vội vã về Hong Kong chia tay bạn gái lâu năm Đặng Lệ Minh. Ngụy Tuấn Kiệt và cô vợ tai tiếng Trương Lợi Hoa. Hai tháng sau khi dứt tình với người đẹp họ Đặng, nam diễn viên công khai tình cảm và đưa Trương Lợi Hoa sang Hong Kong sinh sống trong sự công kích của dư luận. Năm 2008, họ kết hôn và có thêm một cô con gái. Những người thân với Ngụy Tuấn Kiệt tiết lộ cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên và Trương Lợi Hoa không như ý và em A kể từ khi về chung một nhà. Do đã bước qua thời hoàng kim, tài tử xứ Cảng Thơm dù vẫn đều đặn đóng phim ở Đại Lục, song anh chỉ có thể nhận được các vai phụ với mức thù lao bèo bọt. Mỗi tháng, Ngụy kiếm được 29.000 USD, con số này so với mức sống đắt đỏ ở Hong Kong, trở thành gánh nặng kinh tế với sao nam. Trong khi đó, cô vợ trẻ của Ngụy lại là người thích cuộc sống xa hoa, đốt tiền vào các buổi mua sắm, vui chơi dù tài chính gia đình không mấy khá giả. Năm 2016, báo chí phanh phui Trương Lợi Hoa ngoại tình với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoàng Nghiệp. Trả lời on, Ngụy Tuấn Kiệt thừa nhận anh là người thất bại trong hôn nhân, tôi quá quan tâm đến con gái. Trên cương vị người cha, tôi chấm mình 90 điểm. Nhưng tôi lại lơ là vợ, không phải là người chồng tốt. Điều đó khiến vợ buồn và tìm niềm vui nơi khác. Dù bị vợ cắm sừng, tài tử Hong Kong vẫn chấp nhận tha thứ để giữ gia đình trọn vẹn. Vì muốn rỗ dành, níu kéo trái tim lạc lối của Trương Lợi Hoa, Ngụy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của vợ. Hiểu Lợi Hoa thích hàng hiệu, nhà sang, dù không còn khả năng kiếm tiền như xưa, những nam diễn viên vẫn dốc hết tiền tiết kiệm mua biệt thự 2 triệu USD. Tuy nhiên, quan hệ của vợ chồng anh cũng không còn được như xưa. Trương ngày càng tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí còn bỏ bê con cái để mặc Ngụy Tuấn Kiệt một mình chăm sóc. Dẫu biết hôn nhân đã dạn nứt, không thể cứu vãn, nam diễn viên bao năm qua vẫn không dám đối mặt với sự thật. Anh chấp nhận trở thành máy ATM không đáy của vợ trẻ, lặng lẽ nuôi con với hy vọng một ngày nào đó, Lợi Hoa sẽ hồi tâm chuyển ý, rời bỏ trốn phồn hoa quay về bên chồng con. Ngày 13 tháng 1, hình ảnh ngoại tình của Trương Lợi Hoa với một người đàn ông ngoại quốc được đăng tải trên các trang báo. On tiết lộ bạn trai mới của Trương là một đầu bếp làm bánh người Nhật Bản, giàu có với thu nhập hàng tháng khoảng 2,5 triệu USD. Chiều cùng ngày, vợ của sao nam 52 tuổi khăn gói rời khỏi nhà Trung và công bố tin tức ly hôn với giới truyền thông. Ngụy Tuấn Kiệt cũng lặng lẽ đổi trạng thái quan hệ từ đã kết hôn sang độc thân trên trang cá nhân. Như vậy, sau 5 năm chịu đủ sự bẻ bàng, xấu hổ khi chứng kiến cảnh vợ ngang nhiên ngoại tình ngay trước mắt, nam diễn viên đã đồng ý ký vào đơn ly dị, trước tình với cô vợ không trung thủy. Nhìn tình cảnh của Ngụy Tuấn Kiệt, hiện tại không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho tài tử hào hoa một thời của màn ảnh nhỏ Hong Kong. Chịu kết đắng tàn lụi danh tiếng, sự nghiệp vì Trương Lợi Hoa. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây là cái giá đắt Ngụy Tuấn Kiệt phải trả cho việc phụ tình Đặng Lệ Minh chạy theo bồ trẻ. Trương Lợi Hoa là cô vợ tai tiếng, gắn liền với bê bối ngoại tình. Cô có cuộc sống sang chảnh trong khi chồng con gặp khó khăn về tài chính. Ngày 14 tháng 1, vợ chồng tài tử TVB Ngụy Tuấn Kiệt, Trương Lợi Hoa thông báo tin tức ly hôn sau khi loạt ảnh ngoại tình của Trương được truyền thông đăng tải.
Như vậy, sau 5 năm chịu đủ sự bẻ bàng, xấu hổ khi chứng kiến cảnh vợ ngang nhiên ngoại tình ngay trước mắt, nam diễn viên Nguyên Chấn Hiệp đã đồng ý ký vào đơn ly dị, trước tình với cô vợ không chung thủy. Trước đó một ngày, canh sáng ảnh Hồng Kông đã chụp được hình ảnh Trương Lợi Hoa thân mật, qua đêm ở nhà tình mới. On tiết lộ bạn trai mới của Trương là một đầu bếp làm bánh người Nhật Bản, giàu có với thu nhập hàng tháng khoảng 2,5 triệu USD. Trương Lợi Hoa là người gốc Trùng Khánh, kém chồng của Ngụy Tuấn Kiệt 20 tuổi. Cả hai gặp nhau khi nam diễn viên xứ Cảng Thơm sang Trùng Khánh, quay phim vào cuối năm 2006. Khi đó, Trương đang là sinh viên của khoa giáo dục thể chất Đại học Bưu chính Viễn thông. Hai tháng sau khi tài tử anh hùng xạ Điêu chia tay bạn gái lâu năm Đặng Lệ Minh, cả hai công khai tình cảm. Trương Lợi Hoa cũng rời quê nhà sang Hồng Kông sinh sống cùng bạn trai. Đến năm 2008, cặp đôi kết hôn và sinh con gái. Năm 2016, Trương Lợi Hoa bị phanh phui việc ngoại tình với tuyển thủ xe đạp Đặng Hoàng Nghiệp. Thời điểm này, tài chính gia đình gặp khó khăn, Ngụy Tuấn Kiệt phải đầu tắt mặt tối làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Vợ trẻ của tài tử TVB sau đó phủ nhận cắm sừng chồng và cho biết cô với Hoàng Nghiệp chỉ là bạn bè đơn thuần. Đặng Hoàng Nghiệp là thầy giáo dạy xe đạp cho Trương Lợi Hoa và cùng sinh hoạt chung trong một câu lạc bộ. Trước những bằng chứng xác đáng được giới truyền thông đưa ra, nam diễn viên họ Ngụy ngậm ngùi thừa nhận anh là người thất bại trong hôn nhân. Dẫu vậy, sao nam 52 tuổi vẫn bao dung tha thứ cho Lợi Hoa, với lý do anh nợ cô một đám cưới, cũng như nợ cô một đứa con đã mất vào năm 2012. Dù kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng Trương Lợi Hoa vẫn có một cuộc sống sang chảnh với đồ hiệu, xe sang và những chuyến vui chơi, nghỉ dưỡng xa hoa ở trời Âu. Vào dịp Giáng sinh năm 2018, thay vì quay về nhà đoàn tụ cùng chồng con, cô lại vi vu cùng bạn thân sang nước ngoài du lịch. Trên trang cá nhân của Trương có vô số hình ảnh cô chụp hình thân mật với nhiều người khác giới. Gần đây, Trương Lợi Hoa vướng tin phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt của cô ngày càng khác lạ theo thời gian. Theo Oriental, vợ trẻ của Ngụy Tuấn Kiệt hiện là nhân viên bán bảo hiểm tại Hồng Kông với thu nhập khá cao. Vóc dáng cân đối, quyến rũ của Trương Lợi Hoa ở tuổi 32. Sau khi dọn khỏi nhà Ngụy Tuấn Kiệt, vợ trẻ của tài tử TVB hiện sống tại một căn biệt thự trị giá 5 triệu USD với giá thuê hàng tháng khoảng 9.000 USD. Đồ hiệu đắt tiền luôn kể bên người Trương Lợi Hoa. Theo truyền thông Hồng Kông, vợ trẻ của tài tử họ Ngụy gần như tháng nào cũng đi du lịch khắp nơi. Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe và xem kênh YouTube Xương Rồng Channel. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ chương trình mới nhất nhé.